Thì Lâm Nguyên xin mến chào ông bà cô chú chị em, chúc tất cả ông bà cô chú chị em ngày mới vui vẻ, thanh tâm an lạc nha. Thì ông bà cô chú chị để trở lại câu chuyện ma mị tâm linh và đi khám phá những căn nhà hoang. Thì Lâm trở lại một cái căn nhà bỏ hoang ở trên núi. Núi Lâm không biết núi gì, thì khu núi này cũng là nghe anh trai cái nhà cái bên đó nói là cũng rất là nhiều rắn và rất là nhiều cái sự ma mị, nhưng mà ảnh ít có dám qua đây tại vì ảnh không dám qua luôn. Thì một điều đặc biệt, cái căn nhà này sẽ có một cái ngôi mộ ngoài kia, thì chút xíu nữa như thế nào thì bắt đầu giờ Lâm sẽ vô khám phá ngõ ngách và quay tìm hiểu rõ tại sao cái ngôi mộ đó là người gì mà chết trong ngôi mộ đó. Thì bắt đầu Lâm sẽ vô trong đây coi cho ngài xem nha. Giờ để bắt đầu đi ạ. Giờ này tầm khoảng 8 giờ tối nha cả nhà. Khu này rất là vắng vẻ luôn. Khu này rất là vắng vẻ và không có ai cả trên cả nhà nè. Cả nhà thấy không? Ở xa xa đằng đẵng á. Xa xa đằng này á là một cái căn nhà Lâm chuẩn bị bước vô quay cho cả nhà xem. Nhưng mà trước khi đi á, Lâm sẽ quay vòng vòng cho cả nhà xem nha. Quay cho cả nhà xem nha. Vô trong đây có hiện tượng thôi. Ồ, nhìn này rất là u ám. Ở trước thì có cái xài rất là to. Có khẩu trang đeo cái gì. Cái nhà này sập xệ, bữa Lâm quay cho cả nhà xem rồi. Giờ Lâm sẽ đi qua mấy này cho cả nhà xem nha. Ở đằng trước này á, thì có một cái là cái khu rắn ở núi này á, có rất là nhiều rắn mà Lâm hôm nay đi mang dài cũng cẩn thận đó nha. Căn nhà đóng ghê. Đây cái bàn thiên này không cúng kiến gì cả, chứ bỏ rồi. Xung quanh thì cái cây này, cây ngải cây gì cả nhà. Đằng xa xa đó là cái mồ, cả nhà thấy không nè, thấy chưa, cái mồ này. Lâm sẽ đi lại gần cái mồ này luôn nha. Đi cho cả nhà xem nha. Đi cho cả nhà nha. Đây là căn nhà đây. Căn nhà cũng là sập xệ, nó đổ nát hết trơn cả nhà. Nó cũng là đổ nát hết trơn rồi đó. Bây giờ thì Lâm sẽ tiến hành cái mồ này. Cái mồ này dường như là có liên quan tới cái căn nhà này, dường như là chú hay là bác gì căn nhà này, nói chung là có dòng họ có liên quan tới. Thì căn mồ này nè, để cho cả nhà xem nha. Nhưng mà đi cũng phải cẩn thận, thì gai góc không cả nhà. Ở đây thì không có ai đến. Ở đây một gai góc, hai nữa là có rắn, rắn rất là nhiều. Hôm nay thì Lâm đi chỉ có một mình thôi nha. Ôi có tiếng gì. Cái mồ này cả nhà. Thì trước khi quay cái mồ này và quay cái căn nhà này đó, thì Lâm cũng có một cái bài chú. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Án Mani Bát Bà Hồng, Nam mô Án Mani Bát Bà Hồng, Nam mô Án Mani Bát Bà Hồng. Xin các chư vị, các vong linh, các vong hồn, các gia chủ cái căn nhà này cho con Lâm xin phép quay được cái video chia sẻ cho cả nhà biết. Đó, con dị bay kìa, chứ không có ý phá phách gì trong căn nhà này. Quay xong rồi trở về ra, chứ không có mang bất cứ vật gì trong nhà này. Đây đã xin phép xong rồi, cũng xin phép luôn quay cái mộ nha. Thì chỉ nhìn xa xa thì cả nhà cũng đã thấy rồi. Thì Lâm chắc lẽ cũng không lại gần mấy đâu, đứng đây Lâm sẽ zoom lên cho cả nhà xem. Đó, cả nhà cũng thấy rõ đúng không nữa. Cái căn mộ này. Căn mộ thì có một cái hình vẽ giống như một cái chữ thập gì đó, Lâm không có biết rõ. Hình rất là ớn, rất là ghê. Tại vì là giờ này là ban đêm. Mà cả nhà có biết không, cái căn mộ thế này á, cái ngôi mộ thế này nè, nó có tiếng gì cơ nha.
căn mộ thế này thì chắc chắn sẽ có một cái quan hồn, những cái vong linh của căn mộ này. Kế trước căn mộ là có một cây me luôn, cả nhà nè, có cây me ở đây thì những cây gì là không biết nè, có cây me này cả nhà thấy không nè, giống là cả nhà xem nè, đây là cây me nè, đó nhưng mà rất là sáng luôn thấy không đó. Đây dưới cây me là cây mộ này. Cô Lâm, mặt cô Lâm tự nhiên đi quay cái mặt mình chi không ấy. Thôi bây giờ để không có tốn thời gian, ông bà cô chú chị đã đứng ở ngoài nãy giờ và nghe Lâm nói thì bắt đầu muốn biết có hiện tượng gì ma mị trong căn nhà ban đêm thế này, thì bắt đầu chúng ta sẽ vô đây khám phá từng ngõ ngách trong căn nhà như được rồi, quay ban ngày cả nhà nha. Đấy, cây xài u ám, nói chung là có cái nhà cây bên bên kia thì nó cũng đỡ cả nhà, nếu mà nó hoang vắng nó không có ai luôn thì có lẽ rất là khó khăn trong khi lúc mình khám phá. Mặc dù mình khám phá không có sợ gì hết cả, nhưng mà cái nhà có biết không, những cái lúc nó có một cái điều gì đó là rất là ấy, cho nên là mình cũng phải sợ thôi. Bây giờ thì bắt đầu đi lên nha. Trước khi vô cái nhà này thì được làm cái thang đi lên, cái thang này là giống xây được bằng xi măng. Một đường thì chạy xe lên, một đường thì mình đi bộ lên. Chạy nhà này cũng thiết kế rất là hay ha, cũng có thông minh á. Chúng ta đi lên nha. Ở đây thì cây cối rất là um tùm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đây có một cái tấm gì nè. Rớt ở đây một cái tấm lá cả nhà nè. Bên trước này vẫn là cái màn. Cái màn cũ rách như thế này, nhìn nó trắng này thì ghê quá. Ở trên thì một cái sàn tôn. Ở đây thì góc ở đây nó đã bị gió hoặc là bị cây nó mục đó cả nhà. Gió hoặc là cây nó mục nó bể nát hết trơn. Bây giờ thì vô thẳng trong nhà xem nha cả nhà nha. Thì được rồi thì Lâm đi cái hướng này đi vô. Thì hôm nay Lâm sẽ bắt đầu đi từ cái thẳng vô căn nhà trước thì vô phòng trước luôn nha. Đó. Thì vô cái nhà nha. Đây cái cửa như có ai mở, mở mở ra rồi mà sau này nó hé hé rồi ta. Ủa, có tiếng gì vậy? Cái nhà nhìn xa xa thấy có cái ổ mối nè. Ở nhà nhìn tưởng tượng cái ổ mối nó có cái hình tướng gì không cả nhà? Giống như một cái con người mà nằm mà giơ hai cái bàn tay lên á, ghê quá. Đó nha cả nhà. Bên đây thì là chích núi, cái mộ này cả nhà, cái mộ đây, cái mộ gì thế, ớn quá. Cả nhà có biết một cái điều á, Lâm thì chưa hiểu được cái câu chuyện cái mộ này thế nào, chỉ nghe anh kế bên là cái mộ gì như dòng họ của cái nhà này. Nhưng mà cả nhà biết cái mộ kế bên thì ta sẽ có những cái vong linh của cái mộ này, người ta sẽ vô đây trú ngụ trong ban đêm. Lâm nói Lâm nghe cũng nổi óc hết da gà hết cả nhà, nói là nghe nổi da gà hết luôn á, mình nói là nghe không ớn luôn. Thì giờ bắt đầu sẽ vô trong đây quay nha. Đây quay ổ mối trước. Trước khi quay Lâm sẽ đẩy cái cửa vô coi nó có cái gì không. Không có gì. Cảm giác vô cả nhà này nó hơi đau đau cái đầu cả nhà. Nó nhức nhức đầu. Cũng như mỗi lần mỗi khi Lâm đi quay rất là nhức đầu. Thì hôm bữa là do nó xa xa xa, thấy không có rõ về cái trang này. Này Lâm sẽ zoom rõ cho cái trang này nha. À, cái trang này chắc chắn là chắc có lẽ thờ thờ phụng gì. Ôi, coi mấy ba ngang rồi nha. Thì là con dơi á, con dơi con gì trời, trời hết trồn cả nha. Đó. Trời ơi, nó cái gì nó. Đâu qua bên đây không?
Ui đâu có con dơi nó bay sẹt sẹt cái ghê vậy trời. Ớ đâu cái nhà nhìn nè, ma mị quá trời đúng không nè. Đây căn nhà này ghê không. Đó con dơi nó bay trong á. Mô gì đà Phật á. Bây giờ thì để trở lại câu chuyện. Con dơi không có gì nè, nó bay nữa nha. Ôi con gì vậy, con dơi không ta. Nó bay tới bên luôn rồi luôn nha, nó không sợ mình. Thì để nói cái trang này, trở lại câu chuyện cái trang, thì cái trang này chắc chắn là thờ cái người ở trong cái mồ này đó. Trong cái mồ ở đây là cái nhà này đó. Cái trang chắc chắn là thờ cái mồ ở đây rồi này nè, nhà thấy không. Thì không đốt nhang, không có cúng kiến gì cho cả nhà thấy nè, rất là u ám thôi. Thì chắc có lẽ là cái trang mà không thờ, không cúng kiến gì đó thì nó có một cái điều gì đó rất là lạ, có tiếng gì thôi. Cái nhà nghe có tiếng gì không ạ? Ủa, ngoài kia có cây giống nhít nhít mới gió chứ không có gì cả nhà. Trời nằm hết tròn. Thì thôi giờ bắt đầu Lâm sẽ đi vô quay cho cái nhà xem nha. Tiếp tục video. Thì để trở lại cái câu chuyện như lúc trước, Lâm thấy cũng là đồ đạc rồi nó bê xê Lâm thấy nè. Cảm vô vô cái nhà này nhức đầu nó chóng mặt hay sao đó cả nhà ơi. Nó ngộ ngộ thế nào á. Là mối nhang bên đây vẫn còn nè. Thấy không? Là cửa sổ nhìn ra. Có tiếng gì đó cả nhà. Đó. Hết sức bình tĩnh nha. Bình tĩnh thiệt là bình tĩnh nha. Đây nè. Ở đây gọi là cửa sổ. Đây là thấy cái mồ. Đây là cái nhà trắng trắng này. Xung quanh cái nhà này cũng cây cối trùm hết trơn. Đây là câu chuyện này cả nhà thấy không nè. Cả nhà nhìn cái hình tượng cái gục ngói này nè, nó như thế nào nha. Để làm cho cái mình lại nha. Có gì à? Hình tượng này giống như là một cái một người nằm giơ hai cái tay lên. Nhìn thấy ghê quá cả nhà ha. Giờ để tiến hành sẵn vô trong nha, không có tốn thời gian mà cô chú chị nhiều. Có cái gì gió cả nhà, rồi đi vô tiếp nha. Ở đây là tấm bức tranh những hình con ngựa. Đây đồ đạc chiến manh, nhà này ngày xưa là chắc có người đàn ông ở. Đây những cái bao thuốc gì đó, đó tao làm đó. Bỏ đi không làm nữa. Căn nhà nhìn rất là rộng, rất là to luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cục mối nó xiên qua đây luôn cả nhà. Mới thì thấy con dơi bay nó mất tiêu rồi. Giờ bà nó có tiêu rồi nha. Để hai một cục mối luôn. Mình sẽ coi kỹ cái nhà xem có hình tượng gì không. Đây cục mối nữa nè. Ở đây là cục mối nữa nè. Cục mối này được bắt cục mối ở ngoài này vô đó cả nhà. Ui. Mình cái cục mối thì quá. Đây là một cửa sổ nát te tua một hết rồi. Và cửa sổ này nhìn ra. Đó, thấy không? Cây cối tùm. Nó che phút cái màu rồi Lâm quay không thấy rõ các nhà xem. Đi tiếp nha cả nhà. Trời ơi, có ai đi sau lưng mình không? Đó.
có tiếng gì kia nha, có tiếng gì không bà cô chú anh chị? Con vợ nó bay tới bay lui hoài luôn kìa, nó cả nhà thấy không, nó bay vậy, nó bay xong nó đậu lên kìa, nó treo có cọng dây trong cái toilet đó, nó treo lên bay tới lưu hoài hết hồn mày. Con vợ này có hiện tượng gì không cả nhà? Căn nhà này cả nhà thấy nhìn từ xa chứ rất là rộng luôn, ở một chục người chưa ở hết căn nhà này. Đó, nó bay kìa, nó kìa, nó hai con luôn, hai con luôn vậy kìa, nó hai con luôn kìa. Ôi, sắp lỗ gì đi. Thôi là kiếm không, nó bay cái nhà nó hai giờ kìa, nó bay kìa, nó nói tao về quay video à, tao có phá tao bay đâu, mất tao bay đâu. Con dơi này có liên quan cái hiện tượng cả nhà biết á, dơi là một cái loài cũng khá là nguy hiểm chứ không phải là không nha. À, nhưng mà cái loài dơi á, nó ở khu vực Campuchia thế này thì cả nhà cũng biết là nó thế nào nha. À, nó tung tay tung tay như thế ghê quá nè, cho nên nó tiếng động gì hết dơi với tiếng động gì ta, mà ngàn đi hôm bữa đâu có đó ta. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay Lâm đi một mình nghe nó hơi ấn ớ vậy nha, cho nên là không biết thờ cái gì đây. Không thấy gì, lại là một cửa sổ nữa nè, cửa sổ nhìn ra cây cối, có tiếng gì sẹt sẹt ở đây, làm như có cái gì đó đó cả nhà ơi. Những cái tấm vải vàng thì ghê quá nè, ghê quá cả nhà. Đây, cửa sổ cả nhà rất là to, rất là rộng luôn. Đi tiếp đây nha, thấy con dơi nè, nó bay lại, trời trời trời, ui, nó bay, có cái tiếng gì cả nhà, nó mua gì là Phật ạ, cả nhà thấy con dơi nè, thấy không? Tông tan tan thấy ghê quá nha, nhìn thấy sợ quá. Thôi mình để yên nó, đừng có vô nó, vô vô chuột đó, nó bay kìa, đó hai con nữa. Ở đây là con ốc gì không biết đây nè, nó bò đây nữa nha, ở đây có con cầu, con cầu thấy ghê lắm, nó quay. Đây thì có một cái cây mọc ở đây, đi ra thì cẩn thận nha cả nhà nè, ở đây là cái bồn nước chừng đèn chảy răng, ở bên đây là một cái căn chòi nhỏ. Thì hôm bữa Lâm cũng chia sẻ cả nhà rồi, căn chòi này được nhìn cái kính kính ở kia kìa, ở đây là có cái thờ cái gì đây nè, ly hương bọng gì đây nữa cả nhà, rất là u ám, rất là ma mị. Bây giờ thì quay chưa thấy hiện tượng gì cả, nó có con gì nó kêu nè, làm sao ra làm sao để quay có cái hiện tượng gì không nha.
cả nhà. Nhiều khi nhìn những cây có rắn rít gì không? Đây rất là nguy hiểm nha. Thì chắc có lẽ mình không có ra ngoài đó cả nhà. Cây cối rồi rắn rít cũng rất nguy hiểm. Bên đây Lâm thấy một cái điều này. Bây giờ mới quay cho cả nhà xem. Coi dưới sàn này có gì không? Bây giờ bắt đầu tự nhiên có gió rất là nhiều, lạ quá ta. Nãy giờ đâu có gió đâu mà tại sao giờ có gió rất là lạ ta. Căn bên đây là căn chòi nhỏ giống ở riêng cho mọi người à. Ví dụ những người già nè, bệnh đau gì đó thì cho vào đây ở. Em thấy là xa có ổ mối nè. Nhà thấy ổ mối đâu? Thấy có ổ mối là cái nhà hiểu rồi. Còn gì phải nói. Đây là cái bàn thiên ly hương cổ lưu sĩ. Một đá không ai đụng thờ được. Lâm này cũng quên rồi cả nhà, lần nào đi cũng quên mang theo nhang để đốt đèn mình thắp trong đây cái hương những cái cho các vong linh, các vong hồn người ta trú ngụ trong đây người ta được ấm áp cả nhà. Cứ có như đó thôi mà quên tới quên lui hoài à. Bây giờ thì chắc có lẽ Lâm sẽ đi ra ngoài và cố gắng tìm cách nào mà đi lại gần cái mồ, quay cho cả nhà xem cái mồ ban đêm nó có cái hiện tượng gì vòng vòng đó không nha. Hôm nay sẽ chơi sát gián liều mạng cả nhà. Đi ra quay cái mồ cho cả nhà xem luôn. Cái thường là Lâm không dám gọi là quay mồ đâu. Mà cái mồ, cái mồ nơi quăng gắn thế này á, rất là ghê. Cả nhà nhìn từ xa thấy áo thấy sợ rồi. Căn nhà này rất là lớn luôn. Ướn ướn lạnh so cả nhà ơi. Bây giờ mình đi ra nha. Đi ra. Mấy con dơi nó bay tới bay lùa rồi sợ thế bà. Đây là người ta làm cái cây gì, người ta làm thuốc bọng gì đó cả nhà. Đây rồi, cái gì đó. Đây thì được trồng cái cây gì Lâm không biết, không rõ nha. Không có rõ. Đi bây giờ bắt đầu chuẩn bị lại cái mộ nha. Mộ là cái mộ xem có gì không nha. Cái chú dơi nó bay tới bay lùi thì sợ quá cả nhà. Bây giờ thì sẽ đi qua cái mồ này quay nha. Liều mạng qua cái mồ, qua cái mồ luôn. Mình trước khi quay đọc chú rồi cả nha. Đây là xung quanh nha ngôi nhà này. Bên này cái mồ này không biết ai đốt nhang thắp nhang gì không à, hỏi ông cái bên là cái mồ này có liên quan tới dòng họ gì đó. Tại vì cái anh này anh cũng mới ở đây, dọn nhà anh ở đây cho nên anh chưa hiểu rõ. Anh nói là có liên quan cái dòng họ tới căn nhà này mà không biết là cái mồ này nam hay là nữ nữa, nam nữ gì không biết. Mình đã đi đến cái mồ cái người phúc mặt thì mình phải đọc cái chú Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin phép quay cái mồ vòng vòng chia sẻ cho cái mồ mà bỏ quan không ai sửa hoặc là lâu như thế, chứ con không có ý mà phá phách gì đâu đó. Đi lại cả nhà. Đi lại cả nhà này, cái mồ. Cái mồ này người Khmer hay sao? Căn nhà ở đây nè cả nhà. Căn nhà ở trên này. Cái mồ thì ở đây. Cả nhà thấy cái mồ chưa? Thì lại quay cái mồ luôn nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Coi có rắn rít gì không cả nhà. Làm giờ này khoảng 8 giờ. Sao bên kia gió quá trời, chỗ này nó yên lặng hay ta? Cái mồ này khá là dài luôn, cái mồ dài dữ lắm cả nhà nè. Cả nhà nhìn sơ xung quanh nha. Đó. Cái căn nhà đây nè. Xung quanh rất là vắng nha cả nhà, không có ai đâu nha.
chỉ có cái nhà anh kế bên, cái nhà duy nhất thôi. Đây là cái nhà này. Làm sẽ quay selfie có thấy cái gì không ở đây nè. Cái màu nghe thấy không? Cái màu này không biết cô chú gì ở trong cái căn nhà này nó cũng không rõ là thế nào nữa. Có gì vậy trời? Năm mới thấy cả nhà. Năm mới thấy cả nhà ơi. Có ai đó là đứng ngay chỗ đậu đó. Cả nhà có thấy không ạ? Cả nhà thấy rõ không ạ? Ôi thì ghê quá. Cái căn nhà mà bỏ hoang mà có cái mồ cái bên nè, thì cái hiện tượng rất là lạ. Chắc có lẽ là giờ này người ta chưa vô nhà hay thế nào sao. Bây giờ quay vô nhà không thấy, nhưng mà lại ra đây lại thấy cả nhà. Giờ hết dám lại gần đứng xa xa quay cho cái chung chung cho cả nhà xem đây nè. Hey. Ôi cả nhà, cả nhà. Chắc có lẽ là Lâm sẽ kết thúc video tại cả nhà ơi. Thấy cả nhà này nè, Lâm zoom cả nhà chỗ này nè. Lâm mới thấy cái hiện tượng chỗ góc này nè. Mà không biết lý do tại sao không thấy nữa cả nhà. Lâm cũng không biết lý do tại sao mà không thấy nữa luôn nè. Bây giờ đã thấy rồi. Sao nó lạ ta. Hết hồn luôn. Mới thấy cái bóng trắng ở chỗ cây gốc me nè. Hồi nãy thì quay selfie quá. Quay selfie quá. Quay cái mặt lắm. Đây cái mộ thấy làm cái bóng. Đó. Có tiếng gì thôi cả nhà. Có tiếng gì lạ lùng quá. Thì thôi. Chắc có lẽ là hôm nay Lâm không có đem cái nghi thức. Không có đem theo những cái gì mà nhang nè. Rồi cúng kiến gì á. Thì cho nên chắc người ta quở, mặc dù mình cũng đã sinh rồi, nhưng mà chắc có lẽ người ta không thích nữa cả nhà, không thích điều này thì người ta cứ hiện hiện vô tình. Lâm thấy sợ quá. Cam thì không biết thấy không, nhưng mà Lâm thấy thật sự luôn đấy cả nhà. Chắc có lẽ Lâm video Lâm sẽ kết thúc tại đây cả nhà. Đứng đây hưởng ứng quá. Chồng bà có chú chị hẹn bà có chú chị những video khám phá những người nhà quan tiếp theo nha. Có khi nào Lâm sẽ sắp xếp em đi với em Tân cho nó bớt sợ cả nhà nha. Bây giờ thì ớn quá. Thôi bây giờ chào cả nhà nha. Chào tạm biệt ông bà cô chú anh chị ạ.